cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Alicia Rose, cái chết bất ngờ từ câu nói vu vơ. Vào năm 2005, sự mất tích bí ẩn của cô gái 25 tuổi xinh đẹp có tên là Alicia Rose đã gây chấn động dư luận ở Ontario, Canada. Đúng lúc cuộc điều tra đang rơi vào bế tắc, thì bất ngờ khi có một người đàn ông đột nhiên đến đồn cảnh sát với câu chuyện bất ngờ. Với người mẹ Sharon Fortis, mùa hè năm 2005 là một mùa hè vui vẻ cho đến ngày 16 tháng 8, khi Alicia Rose là con gái 25 tuổi của cô đã biến mất một cách bí ẩn khỏi ngôi nhà của họ ở Thornhill, bang Ontario, Canada. Người phụ nữ này cho biết Alicia là niềm hạnh phúc nhất mà cô từng có trong đời. Người con gái này đã được cô và chồng tên là Marvin nhận nuôi từ khi mới chỉ là một đứa trẻ. Hai người sau đó rất yêu quý con gái nuôi của mình. Alicia có đôi mắt xanh và mái tóc vàng. Sharon với Marvin sau đó đã ly hôn và có những mối quan hệ mới, nhưng họ vẫn thân thiết và cùng chăm lo cho con gái. Khi Sharon kết hôn với Julius là người vợ mới, thì Alicia vẫn sống cùng với mẹ. Phòng của cô có lối vào riêng, khiến cô không có cảm giác đang ở chung với bố mẹ. Tối ngày 16 tháng 8, hai mẹ con Alicia đã dắt chó đi dạo trong công viên. Cô đã vui mừng thông báo với mẹ rằng mình sẽ được thăng chức vào ngày mai. Lúc đó, Alicia đang là một nhân viên kinh doanh. Cô không chỉ xinh đẹp, giỏi giang mà còn đang rất hạnh phúc với người bạn trai tên là Sinhai. Alicia đang cực kỳ hưng phấn và mong ngày mai đến thật nhanh. Trở về sau cuộc đi dạo với mẹ, thì Alicia đã gặp bạn trai tại nhà của mình. Hai người đã xuống tầng hầm để chơi bia và đến tận nửa đêm thì Sin mới ra về. Theo thói quen khi về đến nhà, thì Sin sẽ gọi điện thoại cho bạn gái để báo mình đã về đến nơi an toàn. Nhưng vào hôm đó Alicia đã không trả lời cuộc gọi. Tuy vậy, người bạn trai lại không hề lo lắng vì nghĩ lúc này đã rất muộn, nên có thể Alicia đã ngủ. Vào sáng hôm sau, Sin gọi lại cho bạn gái nhưng vẫn không có người nghe máy. Anh bắt đầu cảm thấy sốt ruột và càng lo lắng hơn khi biết Alicia cũng không đến nơi làm việc. Sau đó thì anh đã liền tới nhà của người bạn gái. Tại đây, anh thấy xe của Alicia vẫn đỗ trước cửa nhà. Sau đó Sin đã gõ cửa nhưng không có ai ra mở. Cảm thấy có điều gì đó không bình thường, anh liền gọi báo cảnh sát rồi gọi điện cho cha mẹ của Alicia. Nhận được điện thoại của Sin báo rằng con gái mất tích, nên cha mẹ Alicia đã vội vã trở về. Họ cũng không biết tin tức gì của con. Sharon thường thức khuya nhưng đêm đó lại đi ngủ sớm và không nghe thấy điều gì bất thường. Căn phòng của Alicia vẫn bình thường. Chiếc nhẫn nằm trong chậu cho thấy cô đã rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ. Điện thoại di động, ví tiền và chìa khóa vẫn còn nguyên trong phòng, chăn đệm thì vẫn phẳng phiu, quần áo phơi hôm trước đã gấp xong và đang để trên giường. Điều đó cho thấy vào đêm hôm trước thì cô không hề ngủ. Trên chiếc bàn tại sân sau thì cốc thủy tinh và thuốc lá của Alicia vẫn còn nhưng cổng lại đang mở toang. Xin khẳng định với cảnh sát rằng mọi thứ vẫn rất ổn vào lần cuối anh nhìn thấy Alicia trước khi rời đi. Cô đã tiễn anh ra xe và nói lời tạm biệt. Điều gì đã khiến Alicia bỏ nhà đi giữa đêm? Bố mẹ của Alicia tin rằng con gái mình đang gặp nạn vì không có lý do gì để cô phải rời đi khi đang trải qua khoảng thời gian rất hạnh phúc trong cuộc đời. Họ cũng khẳng định Alicia không có kẻ thù. Cảnh sát cũng có nhận định tương tự như cha mẹ Alicia. Họ coi đây là một vụ mất tích đáng ngờ. Tất cả đồ đạc của cô vẫn còn nguyên trong nhà, không có khả năng cô đã chủ động rời nhà đi, mà rất có thể đã gặp phải chuyện gì đó bất trắc. Bạn trai của nạn nhân là người đầu tiên bị cảnh sát nghi ngờ bởi anh là người cuối cùng nhìn thấy cô. Xin khẳng định lần cuối nhìn thấy bạn gái là vào khoảng 12 giờ đêm ngày 16 tháng 8 năm 2005. Khi đó Alicia ra ngoài để tiễn xin về, và cô đứng bên lề đường để tạm biệt bạn trai. Từ lúc đó, xin không gặp lại bạn gái và cũng không thể liên lạc với cô được nữa. Một cuộc tìm kiếm quy mô với sự tham gia của người thân, bạn bè của Alicia, cùng cảnh sát và hàng trăm tình nguyện viên đã được diễn ra sau đó. Đây là một trong những vụ tìm kiếm người mất tích lớn nhất trong lịch sử Ontario, Canada. Tuy nhiên, không có manh mối đáng giá nào được tìm thấy. Một tuần sau khi Alicia mất tích, thì cảnh sát đã tuyên bố rất có thể đây là một vụ án mạng. Không lâu sau, bạn trai của Alicia đã bị cảnh sát bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu. Nhưng bất kể cảnh sát gây áp lực thế nào, thì Sin vẫn chỉ lặp lại nội dung đã khai từ trước. Một nhóm điều tra đã tới chỗ ở của người bạn trai để hỏi hàng xóm của anh xem có ai nhìn thấy Sin có hành động gì khả nghi vào ngày 17 tháng 8 hay không. Nhưng hàng xóm đều nói không nhìn thấy anh ta có gì khả nghi. Ngày 29 tháng 8, sau khi thẩm vấn Sin được một tuần, thì cảnh sát quyết định sử dụng máy trắc nghiệm nói dối để xem lời khai của Sin có phải là sự thật hay không.
Tuy nhiên vừa nghe thấy máy trắc nghiệm nói dối thì Xin lập tức thay đổi thái độ. Bắt đầu từ hôm đó, không ai biết vì sao Xin đã từ chối phối hợp với cảnh sát. Với việc Xin không dám tiến hành trắc nghiệm nói dối và vừa thấy bạn gái không mở cửa đã gọi điện báo cảnh sát, khiến cơ quan chức năng cho rằng Xin là đối tượng tình nghi số 1. Cảnh sát sau đó đã nhận được hàng trăm thông tin từ dân chúng, nhưng đều không giúp ích được gì cho việc điều tra. Và tới một tháng sau, họ mới có manh mối khi một người đàn ông đột nhiên đến đồn cảnh sát để tự thú, nói chính mình đã sát hại Alicia. Người này là Daniel Sylvester, 31 tuổi, là hàng xóm của Alicia. Hắn ta đang sống cùng mẹ tại ngôi nhà ngay bên cạnh nhà của nạn nhân. Gia đình của nạn nhân gần như không biết Daniel là ai. Họ chỉ nhìn thấy người đàn ông này một vài lần trong suốt những năm sinh sống tại đây và chưa bao giờ nói chuyện. Daniel chưa một lần bị cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến vụ mất tích của Alicia và cũng không bị chú ý. Ngay cả cha mẹ nạn nhân cũng không hiểu tại sao một người gần như xa lạ lại đột nhiên giết chết con gái mình. Tại đồn cảnh sát thì hắn ta không chỉ thừa nhận đã giết Alicia mà còn mô tả cách cô gái 25 tuổi này đã chết như thế nào. Theo lời khai của kẻ sát nhân, hôm đó là một ngày bình thường nhưng không bình yên đối với mình. Cả ngày hôm đó, người đàn ông này chỉ ăn, ngủ và xem TV. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 8 năm 2005, thì anh ta đã đi qua ngõ nhỏ giữa nhà mình và nhà cô hàng xóm. Khi đó thì trời rất tối, Alicia nhìn thấy Daniel thì liền hỏi rằng, anh đang làm cái gì ở đây vậy? Tôi đã trả lời rằng tôi có quyền ở đây, Daniel nói. Mặc dù hắn ta là hàng xóm ngay cạnh nhà Alicia, nhưng hai người gần như không biết nhau. Cô chỉ loáng thoáng nghe mẹ mình từng nói rằng Daniel đã 31 tuổi mà vẫn không có vợ con, cũng không có công việc gì, cả ngày chỉ ở nhà sống nhờ thu nhập của người mẹ đã 71 tuổi. Trước khi rời đi, Alicia liền buông câu rằng đồ thất bại. Câu nói này đã khiến cho hắn ta nổi điên. Tôi tức giận và thấy nhục nhã. Tôi đã bị cô ấy xúc phạm, Daniel khai. Hắn ta cho biết mình đã tát vào mặt Alicia. Nhưng như vậy cũng chưa đủ với một kẻ đang giận dữ vì cảm thấy bị coi thường. Kẻ sát nhân này sau đó đã lao vào tấn công cô hàng xóm và đẩy ngã xuống đất rồi trèo lên người nạn nhân. Alicia cố với tay lên để cào vào đầu Daniel, nhưng không thể chống lại sức mạnh của một gã đàn ông đang nổi điên. Hắn ta sau đó đã đập mạnh đầu nạn nhân xuống đất. Kẻ sát nhân đã khai rằng lúc này mình đã không thể trở lại. Tôi hoảng loạn. Tôi không biết phải làm gì. Tôi biết mình đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Tôi biết mình đã gây ra tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể của cô ấy. Tôi sợ hãi, Daniel khai. Trong trạng thái hoảng loạn thì hắn ta đã để xác nạn nhân nằm đó trong khoảng 10 phút rồi mới nghĩ xem sẽ phải làm gì. Sau một lúc lấy lại được bình tĩnh thì Daniel đã mang thi thể của nạn nhân lên xe tải và lái xe đến một rừng cây nhỏ cách nhà khoảng 80 km để vứt xác. Hắn ta nói lúc này không thể nhấc bổng cơ thể nạn nhân lên, vì vậy đã nắm lấy tay áo phông và váy của cô, rồi lôi đi qua cái ngõ chung, băng qua các bậc thang trước cửa nhà mình, rồi tới cửa phụ lối vào nhà để xe. Trong khoảng 45 phút tiếp theo, thì Daniel đã dùng vòi tưới vườn để rửa cỏ và các bậc thềm trước nhà của anh ta, rồi sau đó đã dùng khăn để lau vết máu trên sàn nhà trước khi đưa xác cô vào cốp xe. Gã đàn ông này cũng dùng băng keo trói tay nạn nhân và quấn vào phần đầu vẫn đang chảy máu của Alicia. Xong xuôi, Daniel đã đi tắm rồi bỏ quần áo dính máu và khăn tắm vào túi rác, thứ mà hắn đã vứt đi trên quãng đường khi đang chở xác đi phi tang. Cuối cùng thì hắn ta đã vứt xác nạn nhân trong đám cỏ dại ở một khu vực cây cối rậm rạp thuộc phía nam thị trấn Manila. Kết thúc lời khai của mình thì Daniel đã dẫn cảnh sát đến địa điểm nơi đã vứt xác nạn nhân. Tháng 5 năm 2007, Daniel đã bị đưa ra xét xử. Luật sư bảo chữa cố gắng biện hộ đây là một vụ ngộ sát. Thân chủ của anh đã bị khiêu khích trước khi đánh nạn nhân tại ngõ giữa nhà của hai người. Một nhà tâm lý học đã làm chứng rằng Daniel là một người đàn ông gặp rắc rối về tình cảm, mắc chứng lo âu và trầm cảm. Hắn ta đã từng phải đến gặp bác sĩ tâm thần và nhà tâm lý học để kể về bệnh tình của mình khi mới chỉ 8 đến 9 tuổi. Tuy nhiên, trải qua gần 4 tiếng xem xét thì bồi thẩm đoàn nhận định đây là một vụ cố ý giết người, vì khi biết nạn nhân đang hấp hối thì Daniel vẫn tiếp tục đập đầu Alicia xuống đất đến chết. Vào tháng 7 năm 2007, Daniel Sylvester đã bị kết án tù chung thân chỉ có thể xem xét ân xá sau ít nhất 16 năm vì tội giết người cấp độ 2. Kỳ án về Lucinda Jones, cái chết kinh hoàng của người mẹ và 46 năm quyết tâm tìm ra sự thật của người con gái. Năm 1970,
Cái chết đau đớn của người mẹ trẻ Lucita Jones đã gây chấn động dư luận nước Mỹ. Nạn nhân chết do 17 nhát đâm vào lưng, 2 lần vào ngực và một vết chém ngang cổ. Cô đã bị xâm hại tình dục trước khi chết. Sau những nỗ lực điều tra, cảnh sát cuối cùng cũng đã xác định được nghi phạm. Tuy nhiên, phải mất đến 46 năm sau khi vụ án mạng xảy ra, thì công lý mới được thực thi. Vào sáng ngày 30 tháng 7 năm 1970, cô bé 4 tuổi tên là Heidi thức dậy trong ngôi nhà của mình ở thành phố Price, bang Utah, Mỹ, và đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp khiến cuộc đời cô thay đổi mãi mãi. Lúc đó, Heidi mắt nhắm mắt mở nhìn qua khe cửa ở phòng khách, và khi cánh cửa được mở ra, cơn buồn ngủ của Heidi đã tan biến hẳn. Trước mắt cô bé, người mẹ đang nằm gục trên sàn nhà, máu thì ở khắp nơi. Thật quá khủng khiếp, Heidi sau này nhớ lại. Heidi vội chạy ra khỏi nhà và gặp một cậu bé hàng xóm. "Em nghĩ mẹ em chết rồi," Heidi nói. Cậu bé này sau đó đến nhà Heidi, nhìn qua khe cửa rồi nhanh chóng về nhà kể với mẹ mình. Người mẹ tiếp tục chạy sang nhà hàng xóm để xem sự việc có đúng như những gì con trai nói không. Cảnh sát ngay lập tức nhận được tin báo và đã tức tốc tới hiện trường. Cảnh sát xác định mẹ của Heidi, Lucita Jones, 23 tuổi, thực sự đã chết trong vũng máu với nhiều vết đâm trên cơ thể. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân đã chết từ khoảng 22 giờ hôm trước do 17 nhát đâm vào lưng, 2 lần vào ngực và một vết chém ngang cổ. Máu bắn khắp phòng khách. Lucita đã bị xâm hại tình dục trước khi chết. Tuy vậy, trên cơ thể Lucita không có các vết thương thường thấy như người đang cố gắng tự vệ khi bị tấn công. Ngôi nhà không có dấu hiệu bị đột nhập, chứng tỏ nạn nhân quen biết kẻ tấn công. Con gái 4 tuổi của nạn nhân cũng cho biết, không nghe thấy tiếng mẹ la hét hay bất kỳ điều gì bất thường vào đêm xảy ra vụ giết người. Cảnh sát cho rằng, nạn nhân có thể đã giữ im lặng và không phản kháng để bảo vệ con gái của mình, vì sợ con tỉnh dậy chạy đến và sẽ bị hại. Hung khí được xác định là một con dao nhỏ, lưỡi mỏng. Trong cơ thể nạn nhân vẫn còn có mẫu tinh trùng, nhưng công nghệ ADN khi ấy vẫn còn quá thô sơ, nên cảnh sát không thể tìm thấy kết quả phù hợp. Tuy nhiên, họ đã có một manh mối quan trọng khác. Vào khoảng 21 giờ, một gã đàn ông định bắt cóc bé gái 10 tuổi tên là Lori nhưng không thành công. Và Lori thì sống gần nhà John. Theo lời kể của Lori, khi cô bé đang đạp xe trên phố thì người đàn ông lạ mặt này đã tóm lấy Lori từ phía sau, dùng tay bịt miệng và cố gắng đưa cô bé đi. Nhưng Lori đã tìm cách hét lên khiến hắn sợ hãi. Khi Lori chạy được về phía nhà mình thì người đàn ông này đã vội quay lưng bỏ chạy. Bố và anh trai của Lori cũng đang ở nhà vào thời điểm đó. Nhìn qua cửa sổ, họ thấy chiếc xe đạp của Lori nằm chỏng chơ giữa đường, nhưng không biết về cuộc tấn công. Khi họ chạy ra ngoài, Lori kể cho họ nghe những gì vừa xảy ra. Hai người vội đuổi theo nhưng người đàn ông đã kịp chạy xa. Cảnh sát sau đó đã nhận được thông báo. Theo cảnh sát, rất hiếm khi có hai tên tội phạm khác nhau cùng tấn công nữ giới trong cùng khu phố vốn yên tĩnh, vào hai thời điểm cách nhau chỉ khoảng một tiếng. Manh mối khác xuất hiện sau khi cô bé Heidi bắt đầu nhớ được nhiều chi tiết hơn về đêm đó. Bé gái nói vào tối hôm ấy, cô đã nghe được tiếng đàn ông trong nhà dọa giết mẹ mình. Theo cô bé, giọng nói nghe có vẻ giống bạn của mẹ, và tên là Tom. Nhật ký của Lucita Jones cũng đề cập tới Tom Ashley, người từng hẹn hò với nạn nhân được khoảng 2 tháng. Cảnh sát liền tới gặp Tom Ashley. Làm việc với cảnh sát, Tom khẳng định mình không liên quan gì tới cái chết của Lucita. Người đàn ông này nói rằng, đã dành cả ngày hôm đó để uống rượu, ăn bánh và mua sắm một số đồ đạc trong thị trấn. Một chủ quán bar đã xác nhận có nhìn thấy Tom vào nửa đêm hôm đó, nhưng cũng nhận thấy chiếc áo sơ mi của anh ta có những đốm màu đỏ. Tuy vậy, thông tin này không giúp ích nhiều cho cảnh sát. Lúc này, các điều tra viên có một nhân chứng quan trọng khác. Đó là Lori, bé gái suýt bị bắt cóc cùng ngày mà Lucita bị giết. Khi được đưa đến nhận diện nghi phạm, cô bé gần như ngay lập tức chỉ tay về phía Tom Ashley trong số những người xếp hàng trước mặt. Với nhân chứng này, cơ quan chức năng đã có đủ cơ sở để khởi tố Tom về tội bắt cóc. Tuy nhiên, vụ sát hại của Lucita Jones thì vẫn không có kết quả, khi mà cảnh sát đã không tìm thấy chứng cứ nào liên kết Tom với vụ giết người. Dù đã khám xét ngôi nhà của người đàn ông này, Tom Ashley cuối cùng chỉ phải ngồi tù 90 ngày. Và vụ án mạng của Lucita Jones từ đó cũng đi vào ngõ cụt. Heidi mới chỉ 4 tuổi thì đã chứng kiến cảnh tượng mẹ mình nằm chết trên vũng máu. Suốt 4 thập kỷ sau đó, không lúc nào cô không bị ám ảnh và vẫn giữ quyết tâm tìm ra kẻ giết người. Tới năm 2009, Heidi khi ấy 43 tuổi, cô đã liên lạc với người bạn học cũ thời trung học hiện làm cảnh sát tên là Brewer. Câu chuyện về cái chết chưa có lời giải của mẹ Heidi,
đã khiến người bạn học cũ suy nghĩ và quyết định lật lại vụ án. Tuy nhiên, anh cũng biết đây sẽ là một trận chiến khó khăn. Gần 40 năm trôi qua, hồ sơ vụ án đã bị thất lạc. Tất cả những gì Brewer có chỉ là ký ức của Heidi. Những bài báo năm xưa đưa tin về vụ án và bức ảnh chụp Heidi đứng trên tấm thảm dính máu ở hiện trường. Sau khi đọc và biết được các nhân chứng mà báo chí đã đề cập vào thời điểm đó, Brewer đã tìm tới bạn gái khi ấy của Tom, Ashley. Lúc này, người bạn gái năm xưa đã tiết lộ một số thông tin quan trọng giúp vụ án có manh mối mới. Theo đó, cô cho biết tối hôm Lucita bị giết thì Tom về nhà rất muộn. Việc đầu tiên khi Tom trở về là lập tức đi vào nhà tắm mà vẫn mặc nguyên quần áo. Hôm sau, Tom mang đồ đi giặt nhưng khi về thì một số quần áo đã mất tích. Người bạn gái đã cảm thấy có điều gì đó bất thường, bởi vì anh ta chưa bao giờ tự mang đồ đi giặt. Thời điểm John bị sát hại vào ngày 30 tháng 7 năm 1970, Tom chỉ ở lại thành phố Price đến khoảng tháng 1 năm 1971. Sau đó người đàn ông này chuyển đi. Tom đã sống ở nhiều nơi khác nhau và chưa bao giờ có một cuộc sống gia đình ổn định. Tom kết hôn 3 lần, có 5 người con và vô số bạn gái. Tuy nhiên, Tom chủ yếu sống một mình. Sau nhiều năm, cảnh sát lại tìm đến Tom Ashley. Tom lúc này đã 69 tuổi và nói không nhớ tên người bạn gái cũ bị sát hại. Tuy nhiên, Tom lại có thể nhớ mình đã làm gì vào ngày hôm đó, như việc đi ăn hamburger. Khi cảnh sát hỏi nếu họ bắt được kẻ đã sát hại Lucita sau 40 năm tìm kiếm thì nên xử lý thế nào, Tom cho rằng nên tha bổng nếu hung thủ không còn thực hiện thêm bất kỳ vụ giết người nào trong nhiều năm qua. Câu trả lời của Tom khiến cảnh sát tin rằng đã tìm được nghi phạm, nhưng một lần nữa, trong tay họ lại không có chứng cứ. Trong khi đó, con gái của nạn nhân thì chưa bao giờ được coi là nhân chứng, bởi cô còn quá nhỏ khi vụ án mạng xảy ra. Cô luôn tin rằng Tom là kẻ đã giết mẹ mình. Tháng 7 năm 2016, cơ quan điều tra đã quyết định khai quật thi thể Lucita để xem liệu có thể thu thập thêm chứng cứ pháp y nào hay không. Không may, thi thể và quan tài đã bị thiệt hại nặng do nước xâm lấn nên không còn lại bất cứ chứng cứ gì. Dù vậy, phía cảnh sát vẫn cố ý làm rầm rộ về vụ khai quật và đưa ra những tuyên bố như đã tìm thấy kết quả khả thi. Bằng cách này, họ hy vọng nghi phạm sẽ để lộ sơ hở. Khi cảnh sát đến thăm Tom lần thứ hai, người đàn ông này đã trở nên căng thẳng và kích động. Khi được thông báo về kế hoạch khai quật thi thể của Lucita để tìm kiếm ADN, Tom sau đó bắt đầu hỏi nhiều người rằng liệu có thể còn sót lại ADN nào trong thi thể sau một thời gian dài hay không. Tin tức về vụ khai quật thi thể cũng dẫn tới một số manh mối quan trọng. Một người bạn của gia đình nạn nhân cho biết trước khi chết, Lucita đã viết nguệch ngoạc những chữ cái bằng chính máu của mình. Thông tin này chưa bao giờ được đề cập trong các phiên điều trần. Người bạn cho biết thời điểm đó, một thành viên trong gia đình đã chụp lại những bức ảnh hiện trường. Từ lâu, những bức ảnh đó nằm trong album gia đình và được giữ tại nhà mẹ của nạn nhân. Cảnh sát lập tức yêu cầu cho xem cuốn album. Đã gần 4 thập kỷ trôi qua nhưng chúng vẫn được giữ gìn. Trong đó, bức ảnh đáng chú ý nhất là cảnh cô con gái 4 tuổi đứng ở cửa căn phòng xảy ra án mạng. Những chữ cái nhuốm máu nằm trên sàn nhà ngay gần cô bé. Khi được phóng to, cảnh sát có thể nhìn rõ đó là chữ T và O. Trùng hợp, đó cũng là một phần trong cái tên của Tom. Người đàn ông này ngày càng có khả năng là nghi phạm chính. Đúng lúc đó, một hàng xóm của Tom đã liên lạc với cảnh sát cho biết Tom đã hỏi cô rằng liệu cô có thể chăm sóc những con vật của ông nếu ông phải đi xa một thời gian hay không. Sau đó, Tom bắt đầu thú tội về những gì đã làm. Để có chứng cứ, cảnh sát đề nghị người hàng xóm hỗ trợ bằng cách đeo thiết bị ghi âm và cố thuyết phục Tom thú tội lần nữa. Cô đã dành nhiều thời gian để qua nhà Tom chơi và tán gẫu. Cuối cùng, cảnh sát cũng có được thứ họ cần. Tom thừa nhận tối hôm ấy, sau khi quan hệ tình dục đồng thuận, thì hai người cãi nhau. Nổi nóng, Tom rút con dao bỏ túi đâm chết Lucita rồi vứt hung khí. Dưới sự thuyết phục của hàng xóm, Tom sau đó đã chủ động đầu thú. 46 năm sau khi vụ án mạng xảy ra, Tom Ashley, 76 tuổi, bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2016. Người đàn ông này đã bị kết tội giết người cấp độ 2 và bị phạt 10 năm tù. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp ý kiến bằng cách bình luận ngay phía dưới video giúp.